Hello, chào mọi người, ta là người Nhện đây, diệt trừ kẻ gian, bảo vệ nhân loại. À, nơi nào có bất bình, nơi đó có Spider-Man, người Nhện ta đây, yeah. Ngươi chính là Spider-Man như trong truyền thuyết đó hả? Ta chính là Otaku Bạch Tuộc đây, ta sẽ đánh bại ngươi. Ha, ngươi dám đánh bại ta hả? Hãy xem ai, trời ơi. Con Bạch Tuộc Otaku này mạnh quá, ta phải biến hình thôi. Ha ha, bây giờ ta đã mạnh hơn rồi, lực lưỡng hơn rồi. Hãy xem ta đây. Thêm một đạp nữa nè. À, đã chiến thắng. Ta chính là Spider-Man, lực lưỡng bảo vệ nhân loại đây. Hello, xin chào tất cả các bạn trở lại với channel của chú Hè Mini. Các bạn có thấy hai con Spider-Man này mạnh mẽ và lực lưỡng như thế nào đã đánh bại Otaku Bạch Tuộc. Và ngày hôm nay chú Hè Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn làm bài tập về Spider-Man nha. Rồi, và đến với bài tập ngày hôm nay thì chú Hè Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn làm về con Spider-Man cấp độ 1. Nào, bắt đầu vào bài tập của mình thôi nào. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng một quả bong bóng đỏ. Ui da, lấy lột màu trắng rồi. Bong bóng màu đỏ. À, dài quá. Rồi, ta sẽ bơm lên hai hơi rưỡi, à, chưa phải như thế này nha các bạn. Còn lại nào, đầu tiên chúng ta sẽ tạo một hạt đậu nhỏ thôi nha các bạn, luồn qua đó. Sau đó chúng ta sẽ tạo thêm một hạt đậu nữa bằng với hạt đậu này, đây như thế này đây đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chừa ra khoảng một găng tay nhỏ đó, bóp một cái nhẹ một hạt đậu nha các bạn. Xong tiếp theo chúng ta sẽ tạo thêm một hạt đậu nữa bằng với hạt đậu này và gắn vô đây luôn. Nó sẽ như thế này nè các bạn. Sau đó chúng ta tiếp tục chừa khoảng một găng tay, bóp một cái nhẹ, làm hai hạt đậu tương tự như thế. Rồi nó sẽ ra như thế này và chúng ta sẽ gắn phần này lên đây đo bằng nhau. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tạo bên nó xứng còn lại. Cánh tay, đây là cánh tay. Tạo bên còn lại bằng với bên này nha các bạn. Và bóp một cái nhẹ. Tạo hai hạt đậu. Rồi, đây sẽ là cái kiếm của Spider-Man. Đây, sau khi bong bóng đỏ xong nó sẽ được như thế này nè các bạn. À. Xong tiếp theo chúng ta sẽ dùng bong bóng màu xanh dương. Bơm lên cũng khoảng 2 đôi rưỡi. 1, 2, 3. Rồi, chừa ra khoảng như thế này nha các bạn. Vì đầu tiên chúng ta sẽ tạo một hạt đậu nhỏ. Sau đó chúng ta sẽ tạo một cái khăn bé thôi nha các bạn, tạo bốn ngón tay. Bóp một cái nhẹ cho bong bóng nó dồn hơi lên. Luồn cái bong bóng này vào đây. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tạo chân của Spider-Man. À, chừa khoảng một găng tay, bóp một cái nha. Ta sẽ gắn nó vào đây nha các bạn. Gắn nó vào ở phần không có cái kiếm. Rồi, chúng ta bó một cái và chúng ta sẽ gắn nó lên trên đây. Và gắn tiếp, chúng ta sẽ bó một cái nữa và gắn nó bên dưới chân này nha các bạn. Đây sẽ là hai cái chân của con Spider-Man. Rồi, sau đó chúng ta sẽ đo cho bằng cái bên này. Đo một cái. Rồi. Đó, đoạn cái bằng. Ta sẽ dùng vào đây. Rồi, xong cái mình con Spider-Man. Tiếp theo thì chú Hè Mini sẽ dùng cái bong bóng đầu của Spider-Man này. Rồi, chú Hè Mini sẽ bơm nó lên. Rồi, cùng nó lại. Bạn nào mà không có bóng đầu Spider-Man thì các bạn có thể dùng bóng đỏ. Xong rồi các bạn cứ lấy bút vẽ lên nha các bạn. Vậy là chú Hè Mini đã hoàn thành làm con Spider-Man cấp độ 1 rồi. Các bạn có thấy đơn giản không nào?
À. Với bài tập sau thì chú Hề Mini sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn làm con Spider-Man khó hơn, con Spider-Man cấp độ 2. Và các bạn cứ hãy tập con này cho thật là nhuần nhuyễn, và chú Hề Mini sẽ ra clip sau nhé các bạn. Mọi ý kiến thắc mắc gì các bạn hãy bình luận ở phía bên dưới. Và đừng quên nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của chú Hề Mini, cũng như là ấn cái chuông để không bỏ lỡ những clip mới nhất của chú Hề Mini nhé. Xin chào.